Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel CZ. Lúc này mình đang đói lắm rồi, nên chắc mình sẽ chơi nốt ván này rồi mình nghỉ thôi. Mình sẽ bán HT đi, trừ khi ra sách cánh mình sẽ bán nặng quy len. Trông cũng uy tín đấy nhỉ. Nhưng mà trông nó cũng không khỏe lắm ta. Hên xui anh em ơi, hên xui chơi được. Cũng không phải yếu đâu. Hắn là này đi. Chứ ba một vàng này cũng tín đấy anh em ơi, nhiều tiền đấy. Tiền cả đấy. Nó ra như Nuba luôn thì cái hài nhỉ. Thì Nuba chắc hơi khó. Hên xui, ra cái Nuba thì chuỗi thắng đến giữ được rất nhiều chuỗi thắng. Mà chỉ tốn thọt mỗi khoảng 4 vàng cái gì đó. Chắc anh sẽ bán hai bạn kia đi thôi nhá. Đang giữ bạn này lại. Nguyên tố cũng ngon, kẹp hai bạn nguyên tố. Ok. Ui lau hai này. Phải giữ vậy. Mày quá. Ui ui thế gì đấy bạn, được bạn. Thì đã đun mua rồi. Thủ vệ này đi cho nó hồi máu nhé. Đó, thế này thôi là tí lắm rồi. Chắc có chuỗi thắng rồi. Mình đã thủ vệ trên hồi máu. Tầm này chưa ai có hắc ám, cũng ít người truy hồn. Vậy sẽ khá là ok. Ôi, cái gì này, đứng tụm hết vào nhau này. Ui, thích nhờ. Thích nhờ. Rắc hút được phát thì bốn choáng tao. Chờ hai con thủ vệ thôi anh em ơi. Hi hi, khỏe quá. Đánh đội hình mỹ kép chắc vá phết anh em ơi. Đội hình chắc vá thật. Xấu nhỉ. Thế này, bán con Gindu đi. Chứ giữ làm gì hai con Gindu. Thứ này Yon. Gindu 3 thật nhỉ. Cái đâu Ginnuba rồi nó lại cầm hai kết nó bùng nó phát bị. Nếu hai đồ này mình đang suy nghĩ đến việc đánh thên nên là để xem thế nào đã. Nhiều cung phết anh em ơi. Cái gì ấy nhở, từ nha, hình như có gì đó không ổn nhở nha. Hình như là phải là một con Ginnuba đó à. Thủ vệ, bón thủ vệ đi hơi tiếc nhở. Ơi liên hiệp à, thích thật, ghét thật. Xem nhau. Đấy, tay nhanh hơn não anh em ơi, lại tay nhanh hơn não. Chắc mình bán cái này đi cũng được, cái này sẽ dễ mua lại. Bán đi. Mất thủ vệ đi hơi tiếc. À đã có thủ vệ mà, quên mất thủ vệ đâu. Mất con gì thì hơi tiếc nhỉ.
Rồi ra đấy cũng không cần VLAN thôi. Ây, bình tĩnh, bình tĩnh. Thì bán một con này đi lấy một con này. Kích đủ hết. Chắc Ginuba anh em ơi, chúng ta sẽ chơi một quả Ginuba rồi chơi thánh đồ đi. Hay chơi thánh đồ nhở? Không, thêm trong đồ này cũng ngon, ba đồ này. Hay chơi thánh đồ nhở? Suy nghĩ thường trực. Chắc Kilo 3 nè. Ui, bên kia có quả lau truy hồn à? Ôi, ném đau. Ôi ạ, quả Noma này. Mình chấm thật. Nào xin con Gidu nữa được không? Roll phát trước đấy nhá. Yon à. Bắn thần không? Bỏ thủ vệ đi thôi. Già đến đây. Lau, trên này đổi cho lau. Hai đồ đi. Ronin Gidu 3 luôn nhỉ? 25%. Thôi. Chắc tự lên thôi em ơi, tiện trưởng Gidu 3 tự lên. Lau lại gánh trận này. Đang đi được một phát. Thì chả chết ai, eo gì còn không đánh rồi. Tại mình đứng muốn đứng gần nhau để con Senel nó hồi máu nhưng mà không hồi máu được. Bỏ xử cái đuôi đánh cung này. Cung tầm này bỏ hai kết. Hai kết không được cung lắm. Trợ thủ à. Tại mấy cái đồ này. Ấy sao bắn Yon nhỉ? Sao nhầm vào bắn Yon đấy. Mấy quả đồ này nó không hợp để đánh các thứ các kiểu lắm. Cái truy hồn đau á. Cái cây vào mất trận vừa rồi. Đi tiếp. Roll trước á. Khả năng đánh thú anh em ơi. Ra quả đồ này đánh thú. Hai đồ kia cho ma lốc, ba đồ kia ma lốc được. Thú rồi. Đúng rồi. Thú đi. Đổi cho Malok thôi. Lag luôn rồi vậy. Đang lag ấy nhỉ. I'm Chrissy. I
Ui. Thôi, quả cái đu này là chắc là đi. Ám cũng được anh em ơi. Đang phân vân giữa hắc ám với cả thú. Tại sao đồ này ba đồ kia cho rồng cũng ok. Cân nhắc sang đến thằng lao nhé. 9 rồng 11 nắp anh em ơi. Và 11 con ma lốc luôn. Chúng trận này đang hơi khó đoán. Nên 4 thú với chồng này. Ma lốc nhảy được né đam này. Né đam sao? Một phát ulti, ok. Đấy là tỷ lệ chi hồn này. Ma lốc nhảy nó phát cuối. Chém thường. Chém thường. Ma lốc. Phong cách, phong cách, phong cách tụ đấy. Bản thân kết hợp yếu á. Ai rồi. Phải hắc ám à? Bây giờ đánh hắc ám gì? Phải hắc ám gì là vấn đề ấy chứ. Trận này chạy được nhiều thú á. Bây giờ voi không còn này. Alice thì còn 11 con là mình trợ thủ đi. Được bây giờ cũng chọc anh trợ thủ được. Có quả thương này rồi quả mana này nó không đánh rồng gì. Hay đánh rồng hắc ám thú nhỉ? Hắc ám thú cũng được. Cái hắc ám thú đi. Mong ra một thẻ thú, một thẻ ma tộc gì đấy. Ám thú, lâu không đánh, được. Ai còn kìa. Quên mô ấy. Này không cần. Đây quên mất mô mô này. Ngon quá. Cái thương này ngon khác nhỉ. Catch me if you can.
mà nó ở giữa luôn được, uy tín luôn còn gì. Thế cái này cho con nét đi. Dầu mỗi tổn một phát, một thương bắt đáy à? Đánh thương một phát rồi thôi. Ui mà lộc, thắng con do này. Chắc này gã nhiều yon. Không nhiều yon đâu. Đen lắm mới gặp ấy chứ. 9 con yon. Bình thường, những yon bình thường. Mong là một cái thẻ gì em ơi. Rõ ra thẻ thánh đồ thì thôi. Đấy, ý mà cái đồ này cũng ngon. Mấy này kích cực hệ. Chơi này đi. Chơi này hơn. Chấp mana nhà mình, chúng ta lấy ma tộc lấy chấp mana. Thế mới sướng nhỉ. Rồng ô chắc là bán rừng Lily rồi. I can bench press 40 gold bars. Thường là Darcy em ơi. Darcy bỏ đi được này. Đây một con thú xong rồi. Đại chín tướng kiểu gì nhỉ? Hơi phân vân nhé. Không có hắc ám gì à? Cũng được. Mẹ đi xuống. Ui, 6 dòng 7 nắp. Năm thú tạm đi. Vera không cần lên 2 đâu. Sẽ để con Vera 1 thôi. Tốn 2 vàng. Tìm von cát. Bỏ một phù thủy à? Đành phải thôi. Bỏ. Chưa nhiều von cát lắm đúng không? Thế mình cứ thổi rồng góc chéo vào giữa nhé. Chưa nhiều von cát lắm. Vẫn phải cho ấy thôi. Cho rồng thì không giảm lắm vì con rồng không lúc nó thổi nó lệch. Hai đồ này cho ma lốc, thêm một thương cho ma lốc cũng được. Mà lốc xuống đấy cũng ngon. Mà lốc đứng giữa nữa. Tự tin không? Né khả năng, né teo cả né lý do. Không sao. Nào, con già bắn giữa này. Yon bắn chéo sang góc kia này. Teo này ulti luôn này. Bạn này khó né thật, bạn này có cả teo ở Yon. Có bố bạn ấy là khó né thôi anh em ơi. Còn lại các bạn khác không có choáng mấy đâu. Theo bạn này choáng không đáy.
Ma tộc này là chém là gì? Chém ra đánh thường thêm 150 sát thương chuẩn. Cho rồng thôi. Rồng rồng. Rồng cho nắp cũng được. Nắp mình sẽ ném hai kết sang cho con rồng. 80% sát thương chiêu. Ê, cái này có 70% mà cái ma tộc tận 80 này. Thôi cho con này cầm ma tộc mà hai kết tiếp. Đồ gì đây? Đồ này à? Có không? 60 lên được luôn đấy. Cái Vera này cần thì bán. Nào đây sợ bạn này, bạn ông già này mà nó choáng được con mà lốc mình thì chịu đen. Rồng này sẽ thổi xấu này. Nakot mà ulti được mà choáng được con ấy thì cũng đen. Đó, đấy hai trường hợp đen đen mà mình nghĩ ra thôi. Hết rồi. Cái trường hợp đen. Thêm súng đắm. Má lốc nhảy luôn, ok né đang. Né được. Nhảy đến phát nữa né đang thêm. Nhưng không né được. Ulti trước, ulti trước, ulti trước. Trên hai phần. Trận này chắc mình không đánh thêm. Đánh ma lốc với là ma phát đúng. Ma gaming. Hai phát nữa mình lên nhé. Hai phát nữa mình lên trí. Ngọc đại. Cần đấy. Xong. Vẫn này sẽ cho nó có lắp lắp cái này sẽ cho con ma lắp. Red đi. Phát sau mình lên. Phòng sau mình lên. Mọi người vẫn y hệt thế đúng không? Không có gì khác đúng không? Thường bắt đáy đây này này. Máy thế gặp đúng bạn này luôn này. Tin rồng mình thổi lệch. Tiếp để con quả thương kín thật. Mình không nhìn thấy quả thương ấy luôn. Fit thì không nhìn thấy. Ok, gặp bạn này xong rồi thì mình lại không sợ quả thương bên đấy nữa. Mình đừng cái gồng nữa các bạn ơi. Anh lên sẽ lên ban Doom. Anh bạn bóp giái. Luôn thôi. Mình chờ đợi điều gì nữa. Mẹ bóp giá đi xuống dưới đáy này đi. Đừng làm gì hết. Bạn chỉ cần đứng đấy để giữ trật tự thôi. Cho thấy một kia. Bạn này mình gặp đúng không? Có không ăn. Ui góc này đẹp thế. Ma lốc các thứ, rồng các thứ. Ui nha. Ui nha. Bạn này đúng là mê luôn. Bạn này nhầm, bạn này là mè, là mê. Nào các bạn vả nhau bớt đi thì mình bớt cái thương nào. Nhiều thương quá, mình ghét nhìn nhiều thương. Nào bớt đi. Vera chắc không. Mắc còn 3. Các cháu đồ gì nhỉ? Mình tạm thêm. Bạn cầm thương bên này đúng không? Thương bên kia. Chung nát bét nhỉ. Nát bét nát nhét nhỉ. Ui nhiều choáng quá. Thế mà nó không đả được.
Yon 3. Mẹ con. Mì tươi ký ký các thứ. Hai bạn mỗi bạn tí máu với đâu chứ. Mình sẽ tiết kiệm 2 vàng hay là mình tiết kiệm 2 vàng. Na cót khó lên, thôi bọc luôn. Tiết kiệm. I feel alive. Aim. Fire. Thêm một slot tướng nữa thì mình sẽ thêm một con gì nhỉ? Rồng chăng? Xong rồi ném một đồ 40 mana sang cho một con rồng kia, hai con rồng thuộc hai chéo hai góc. Còn ném mana chết còn hai con AD bạn này. Nguyên tố à? Được á, bạn này. Nhìn cái bạn này cao đấy. Lần đầu thấy khoảng nguyên tố Yon 3. Ê, nói thật mình chưa bao giờ đánh nguyên tố kẹp Yon luôn đấy. Tại vì nguyên tố đép không kỳ nhỉ. Thôi rồi kệ bạn ấy thôi. Chung. Trăng sót tướng thật. Hai rồng nhỉ. Hay thêm con Vera tạm đã. Chắc thêm Vera tạm đã nhỉ. Xong rồi mình sẽ đánh hạ này đi. Chắc đánh hai rồng nữa mà có được hai rồng. Mình lên con rồng 2 đã. Yên tâm Lily đi. Lily yên tâm. Ta xong. Hai rồng, bây giờ phải kiếm thêm một con rồng nữa anh em ơi. Yon 3 đứng giữa này. Né con Yon 3 ra nhá. Cho con gì khác đứng giữa. Sắp này là cho mình một con rồng, mình có một con rồng thôi. Malok, sắp Malok 3 mình sẽ uống để Malok cẩn thận. Cho Yon này đỡ bắn. Là mình sẽ cho thương cho Malok. Ngoại trừ cái góc đấy mà góc xấu quá thì mình sẽ hạ này thì một bạn vào nhau rồi. Nhưng mình gặp bạn này rồi. Chứ mình không gặp bạn này nữa. Này đồ xịn quá. Đồ đẹp quá. Cần thì mana sách thành. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Malok 3 sẽ có, ok. Không cần một hai một dòng nữa. Đi đi con cắt 2 này. Malok 3. Không đủ tiền mình sẽ phải roll tướng ra trước nhá. Bạn này mình gặp rồi, mình chưa gặp bạn này. Bạn này không sợ. Ê pha này mà không đủ hai shot tướng là mình cũng hơi run nhá. Vì tôi ký ký bạn này thì thắng bạn thua bạn kia đi. Thua bạn Quang Phạm Facebook mà đi. Đúng là thua nhiều trừ bớt máu đi. Đọc tìm phết anh em ơi. Dừng tay. Ơ à, lại còn vài trang bị từ nãy giờ không biết. Làm sao bạn kia nhiều trang bị đẹp thế. Thích thế. Yon bắn thẳng góc này đúng không? Thế mình sẽ cho một con đứng đấy. Bạn này không có thương đúng không? Cho một con đứng đây. Chỉ có Mandum. Mandum mình chết luôn. Lily. Nakot bạn này đứng đâu? Bạn không có Nakot à? Ok thì tự đi rồi. Yon này sẽ bắn thẳng con Mandum mình. Nó đứng tách sang một ô đi. À, do này lại một góc này. Bắn nó con Crest trước đã. Ok. Nào cót không multi được rồi đấy. Nào con cát đi xuống đây rồi. Đi rồi. Đi không được. Chưa đi, suy đi. Để thêm mấy con rồng nữa nhỉ. Lấy con thêm con rồng 3 này. Tham lam quá, thôi thôi tham lam. Làm đi. Tham lam đi. Lấy đâu mà làm gì, lấy con gì mà bạn ấy có ấy chứ.
Tôi thắng rồi. Anh vậy thôi anh em ơi. Clip mình đến đây kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Trận này đánh cũng đang đói rồi, đánh cồn hết rồi anh em. Bây giờ em ơi, bye bye.